sấu tuyển Việt Nam, Newseth Times, tờ báo lâu đời và uy tín nhất Malaysia, vừa để lộ kế hoạch của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe về trận thư hùng ở Mỹ Đình. Mới đây, ông Tan Cheng Hoe đã có ít phút xem lén tuyển Việt Nam trên sân tập và từ đó đưa ra ý tưởng chiến thuật. Nguồn tin của Newseth Times cho biết, Malaysia có thay đổi lớn về chiến thuật và nhân sự so với lượt về chung kết AFF Cup 2018 với chiến thắng 1-0 nghiêng về Việt Nam. Theo đó, ông Tan Cheng Hoe chỉ giữ 6 cầu thủ từng có mặt ở Mỹ Đình cuối năm ngoái. Những người này gồm thủ môn Farizan Malias, cặp trung vệ Sarun San, Aydin Zafuan, hai cầu thủ đá cánh Safawi Reisit, Mohamadu Sumare, tiền đạo Nosarun Aydilan Talaha, hai hậu vệ cánh của Malaysia được làm mới hoàn toàn, với Matthew Davis bên cánh phải, và là Vere Corbin, ông ở hành lang trái, ở hàng tiền vệ. Tan Cheng đặt niềm tin vào Brendan Gan, người đã 31 tuổi nhưng mới chỉ có 11 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. SIAFIQAHMAD mặc nhiên có một chỗ trên hàng công sau khi anh ghi hai bàn ở hai trận vòng loại vừa qua. Tính trong 3 trận gần nhất của Malaysia, SIAFIQAHMAD -E có đến 5 bàn. Điểm nhấn lớn nhất mà Tan Cheng Hoe dành cho cuộc thư hùng với tuyển Việt Nam là vai trò của Abdul Halim Sari ở hàng tiền vệ. Halim Sari là một trong những gương mặt mới của Malaysia sau AFF Cup 2018. Cầu thủ sẽ tròn 25 tuổi sau một tháng nữa mới chỉ có 4 trận quốc tế. Mặc dù vậy, Halim Sari được lòng huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhờ lối đá mạnh mẽ có thể lực dồi dào và không ngại va chạm, Halim Sari có chiều cao 1,78m, nhỉnh hơn khá nhiều so với thể trạng trung bình của các tiền vệ Việt Nam. Ông Tan Cheng Hoe chờ đợi cầu thủ này có thể phát huy sức mạnh cơ bắp để phá vỡ lối chơi bóng ngắn và phối hợp trung lộ mà huấn luyện viên Park Hang Seo cho Việt Nam triển khai. Như vậy, có thể thấy rõ Malaysia chọn giải pháp đá rắn, tiên về phòng ngự, bởi vì một điểm trên sân Mỹ Đình cũng là thành công với Harimau Malaya.